Xin chào mừng tất cả các bạn đã đến với Trung Trần .vn, hệ thống bán lẻ laptop nhập khẩu số 1 về bảo hành và hậu mãi. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một dòng máy chạm hoàn toàn mới của Dell Precision 3000 series, đỉnh đám nhất 2017, mang mã Dell Precision 3520. Nếu bạn đã quá quen thuộc của các dòng sản phẩm laptop workstation của Dell thì chắc hẳn bạn sẽ không làm lạ gì dòng Dell Precision có một mức giá khá cao đối với đại đa số người tiêu dùng tại Việt Nam, trung bình rơi vào khoảng gần 3000 đô. Thường thì ba tiêu chí ngon, bổ và giá cả hợp lý sẽ không bao giờ đi cùng nhau, nhưng hôm nay sẽ là một ngoại lệ, một sản phẩm phá bỏ mọi tiêu chí, định nghĩa tiêu chuẩn, một làn sóng mới trong phân khúc máy chạm có hình cao nhưng có một mức giá siêu tốt. Đầu tiên về phần thiết kế, nếu bạn là một fan trung thành của Dell, chắc hẳn lần đầu tiên khi nhìn Dell Precision 3520, bạn sẽ liên tưởng ngay đến các dòng Dell Latitude mỏng gọn nhỏ nhẹ thay vì một ngoại hình to lớn cồng kềnh như trên các dòng Dell Precision đời trước. Mình đánh giá khá cao cách thiết kế của Dell Precision 3520, với vẻ bề ngoài cũng khác gì một chiếc laptop thông thường, nhưng ẩn chứa bên trong là một cỗ máy hoàn hảo với sức mạnh khủng khiếp. Chất liệu vỏ bên ngoài của máy được làm hoàn toàn từ nhựa cứng cao cấp phủ cao su, giúp gia tăng độ bám tuyệt vời cũng như giảm tối đa trọng lượng của máy nhưng vẫn đảm bảo tính chắc chắn bền bỉ. Tuy nhiên có một điểm trừ nho nhỏ, đó chính là máy khá dễ bám mồ hôi và găng tay, nhưng bù lại bạn sẽ không gặp phải trường hợp tê điện như trên các dòng laptop có vỏ kim loại. Về cổng kết nối trên Dell Precision 3520 là khá đa dạng, bao gồm bên trái là một cổng USB Type-C chuẩn 3.1, một cổng USB chuẩn 3.0 cùng một đầu dọc nhờ SD. Phía bên phải bao gồm một jack cắm tai nghe 3.5, một khay cắm SIM, một cổng USB 3.0, một cổng VGA và một cổng khóa Noble. Phía sau của máy có cổng mạng RJ45, một khe tản nhiệt đơn, một cổng HDMI, một cổng USB 3.0 và một cổng sạc DC. Màn hình của Dell Precision 3520 được trang bị màn hình với kích thước 15.6 inch với độ phân giải Full HD 1920x1080 pixel cùng tấm nền IPS hỗ trợ cảm ứng đa điểm. Một điều khá bất ngờ đó chính là mặc dù không được trang bị lớp chống lóa như trên các màn hình thông thường, nhưng màn hình cảm ứng của Dell Precision 3520 vẫn cho chất lượng hình ảnh cực kỳ chính xác, mặc dù xung quanh có ánh sáng rất mạnh. Có lẽ một phần cũng nhờ công nghệ tấm nền IPS giúp với cấu trúc màn đặc biệt giúp hiển thị màu sắc siêu chân thực cùng với độ tương phản góc nhìn rộng tuyệt vời mà Dell Precision 3520 mang lại. Về cấu hình thì phiên bản Dell Precision 3520 trong video được trang bị vi xử lý cao cấp Intel Xeon E3 1505MV6, xung nhịp 3.0GHz, tối đa có thể lên tới 4.0GHz với 8MB bộ nhớ đệm RAM 16GB. Tuy nhiên hơi tiếc là máy chỉ được trang bị 2 slot cắm RAM nên tối đa các bạn chỉ có thể nâng cấp được lên 32GB. Ổ cứng hệ rắn SSD dung lượng 512GB, chuẩn M2 SATA có đi kèm option PCI NVMe 512GB với tốc độ cao gấp 5 lần SSD thông thường. Màn hình kích thước 15.6 inch với độ phân giải Full HD 1920x1080 pixel cùng hỗ trợ tấm nền IPS giúp hiển thị màu sắc chính xác và có góc nhìn lên tới 178 độ. Đồ họa bao gồm một GPU tích hợp sẵn Intel HD Graphics P630 và một card đồ họa rời NVIDIA Quadro M620 thế hệ mới nhất. Vâng, những công nghệ được coi là khủng nhất, hiện đại nhất đều được trang bị trên Dell Precision 3520 thì không có lý do gì để bạn có thể bỏ lỡ một siêu phẩm ngon, bổ, giá cả hợp lý như vậy. Về phần bàn phím của Dell Precision 3520 được thiết kế theo tiêu chuẩn keycap giả cơ, tích hợp đầy đủ bàn phím số. Cá nhân mình thấy với sự sắp xếp thiết kế lại giúp bàn phím nhìn thanh thoát, hiện đại hơn khá nhiều. Mặc dù sẽ có cảm giác là kích cỡ phím có vẻ bé đi do khoảng cách giữa các phím thoáng hơn so với trước, thao tác phím khá dễ chịu với cảm giác gõ thoải mái. Có lẽ là một fan của ThinkPad nên mình cảm thấy vẫn có một chút gì đó trên bàn phím của Dell Precision 3520 chưa được như trên các dòng ThinkPad, hoặc cũng có thể do cá nhân mình chưa quen, cần thêm một chút thời gian để trải nghiệm. Với phần top part trên Dell Precision 3520 phải nói là vô cùng hoàn hảo và độ hoàn thiện cực cao. Hai phím chuột được thiết kế chìm bên dưới giúp hỗ trợ tốt khi di chuyển trên top part. Ngoài ra ba phím chuột bên trên nhằm hỗ trợ checkpoint trong trường hợp vừa gõ phím lại vừa muốn thao tác chuột, vô cùng tiện lợi nhằm giúp tiết kiệm khá nhiều thời gian của người sử dụng. Về thời lượng pin thì Dell Precision 3520 được trang bị viên pin 6 cell 68Wh được thiết kế liền mạch với máy thay vì pin rời như trên các thế hệ trước. Mình thì đánh giá không quá cao lắm về thời lượng pin trên các dòng Dell Precision nói chung, bởi các dòng máy chạm workstation vốn có cấu hình khá mạnh nên thời lượng pin trung bình của máy chỉ đạt được trong khoảng gần 3 tiếng đồng hồ liên tục. Nếu các bạn sử dụng máy cho tác vụ đồ họa nặng thì các bạn hãy cân nhắc về việc cắm sạc liên tục để có thể giúp máy chạy hết hiệu năng, đồng thời cũng bảo vệ pin tốt hơn, tránh tình trạng sạc xả nhiều, giảm tuổi thọ của pin. Hiện tại Trung Trần.vn đang kinh doanh sản phẩm Dell Precision 3520 với mức giá chỉ từ 37.999.000 đồng. Ngoài ra khi mua sản phẩm trong thời điểm hiện tại, các bạn được nhận ngay combo quà tặng khuyến mãi cực khủng chưa từng có, bao gồm ba lô, cặp túi chống sốc, chuột quang, gót chuột, bộ vệ sinh laptop, đế tản nhiệt, USB 16GB cùng rất là nhiều phần quà có giá trị khác. Sản phẩm được bảo hành 12 tháng và bao test máy kiểm tra 7 ngày đầu. Không chỉ có vậy, Trung Trần.vn luôn có những chính sách tốt nhất, có lợi nhất dành cho khách hàng. Chúng tôi cam kết hỗ trợ, sửa chữa, thay thế trọn đời với mức giá ưu đãi nhất chỉ dành cho khách hàng mua hàng tại Trung Trần.vn. Hãy để lại thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn ngay dưới video và đừng quên subscribe để theo dõi các video clip đánh giá tiếp theo. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.